Tiệm ăn vặt Sói Ca, cùng ăn cùng đá FIFA, lên răng phà phà luôn. Hiện tại đã có mặt tại Shopee, các bạn có thể đặt hàng, link dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. 20 tỷ mà đã cánh truyền hết vết son, có Mane Best World Cup đó, Mane World Cup 22. Ok, ngày hôm nay mình sẽ đá đội hình này nha mọi người nha. Ngày hôm nay sẽ có những cái hàng mới là Ronaldo nè, Diego Forlan, Pele, Hazard, Toni Kroos, Gullit, Modric, Varane, Van Dijk, Varane Best World Cup nha. Cực kỳ mới luôn. Walker và Nick Book. Và ngày hôm nay từ từ cho Son mình vào dự bị đi. Thì cứ cầm thay chứ. Và ngày hôm nay vẫn sẽ đá đội 4-2-2 tay sếp nha, nhưng mà để cặp Forlan đá sếp rất là ngon luôn. Forlan chiến thuật đơn trước đội nha, anh em có thể copy khi cần nha, có điều chỉnh một số chỗ 4-2-2, có điều chỉnh một số chỗ nha để phù hợp hơn. Pele ngon ha, Pele ngon ghê. Pele với Hazard 2.55 luôn. Hazard bây giờ Real là có 2.55 rồi đó. Real bây giờ đang thiếu 2.55, giờ có thêm ông Hazard này quá ngon luôn. Mua Varane BTB cộng 5 được không anh? Varane với Sungkup không đủ lực cộng 5 à? Cũng được, Varane BTB cũng được. Pele 2.55 nha, ăn vả sút xoáy, sút xa, kiến tạo, qua người. Qua người, sút tạt qua ngoài, kiến tạo, tinh tế, sút xoáy. Ồ, giống với nhau quá vậy. Giống nhau quá vậy. Diego Forlan và Ronaldo de Lima. Họ Robert chạy ghê quá vậy. Forlan liệt lực sút, sút xa có nha, sút xoáy có luôn. Forlan chỉ số đều ghê ha. Forlan chỉ số đều ghê ha, chỉ số ẩn sút xa, sút xoáy luôn. Forlan khá là ngon á chứ. Ôi, ST sếp. Diego Forlan, con ST, con sếp quá chất lượng của này đã sếp hả ta? Đã sếp quá chất lượng của Manu luôn, đã được CAM luôn. Diego Forlan ngon nha, Rafael Varane thì khỏi nói rồi. Một chỉ số quá chất lượng dành cho CB. Con hàng quốc dân mới, con hàng quốc dân mới. Con này chắc chắn là mình sẽ quán mình mua để tậu vô đội hình của mình ngày hôm nay. Ha, tậu vô đội hình của tôi chứ. Ok, chuyển nha. Không quên đổi nhà quản lý ra. Nhà quản lý của tôi sẽ là huấn luyện viên. Không, đội khác. Chuyển chính xác tốc độ chạy, đúng rồi nè. Tốc độ sút bay có chuyển chính xác. Chuyển xác tốc độ chạy, Steven Gerrard đây. Steven Gerrard cho nó đẹp. Steven Gerrard mặc dù mới bị sa thải của câu lạc bộ Aston Villa nhưng mà ok, đang trong quá trình lên hạng anh em, quá trình lên hạng nha. Khá đẹp đội hình ha, tôi nhìn tôi cũng mê luôn á. Ok, bạn em có thể ủng hộ Thành Hòa một cách mua đồ ăn vặt tại Shopee Thành Hòa nha, hoặc đặt hàng qua Facebook của mình hoặc brand 30k thôi. Đó, và anh em nhớ đặt hàng có link Shopee phía dưới luôn nha mọi người nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Vừa ăn vừa đá FIFA, tôi cũng vừa ăn cái này, tôi vừa đá FIFA, đá rất là hay. Vừa ăn đá hay lắm. Manini Best World Cup hay lắm anh, Varane không bằng đâu ạ. Varane cao với 91 rồi. Varane cao với 91 rồi. Varane sẽ là Varane. Khó, Manini Best World Cup khó bằng Varane. Manini phải icon mới bằng. Manini World Cup khó. Varane giờ chắc là CB số 1 của game luôn, với lại Van Dijk 2 World Cup. World Cup hay vậy ha. Bộ đôi đỉnh luôn nha, đỉnh của đỉnh luôn. Ngày hôm nay để xem thử những con hàng như Diego Forlan. Kroos bé World Cup tôi nghĩ chắc đá được CM với CAM thôi. Đá CM khó, chỉ số người thấp quá. Hơn rất là nhiều luôn á. Ngay cả BTB mà chỉ số người còn cao hơn con Best World Cup thì rất khó để Best World Cup vô CDM lắm. Khó lắm. Cho nên ngày hôm nay tôi không test con Best Kroos. Thì được chọn có 5 con anh em à. Được chọn có 5 con nè. Tuần sau tôi mới lấy được 5 con nữa. Mỗi tuần được có 5 con hàng nè. Ồ, hay quá giờ chỉnh môn hai là dịp luôn hả? Ghê vậy. Chỉnh hai lần ngay đá lại mà. Ờ, Bê Lê biết tạc luôn hả? Bê Lê biết tạc luôn kìa. Thôi. Ủa, tôi nhìn ra mà. Varane, tôi tính nha. Ra nhìn gì tính đó nhá. Gì? Ra nhìn gì tính á, và ra nhìn gì tính cho đội trưởng luôn nè, và ra cho mang băng cấp tình luôn. Y chang trong cái mini face luôn á.
Diego Phát Lan coi. Thôi cho tôi chưa gắn huấn luyện viên. Thế trận gắn huấn luyện viên. Gì vậy? Eden Hazard, con này team Real phái lắm. Team Real bây giờ thiếu cánh 5 năm cực kỳ, và Eden Hazard xuất hiện và chỉ số cao nữa chứ. Eden Hazard, Ronaldo, Eden Hazard kiến tạo, và Ronaldo best one gốc ghi bàn. Ronaldo best one gốc chạy chỗ y chang hai con. Ronaldo best one gốc này y chang hai con, đâu khác nè. Đúng là rô béo, anh em chỉ cần chụp coi chỉ số tổng quát thôi, chả cần coi chỉ số chi tiết làm gì cho anh mệt. Chỉ số tổng quát cao là được. Mà con Ronaldo best one group này nó cao lương hơn cả Ronaldo icon mới ảo chứ. Diego Forlan. Diego Forlan chạy chỗ hay à. Trời chứ. Em ru rồi trời. Ồ, Diego Forlan. Lan nè, vẫn Lan truyền cho Rubéo chạy nè. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous. Ấy, trời đâu lụng nữa ta. 100 tỷ nên chọn cái hai con ST nào. 100 tỷ anh em chọn Robéo LN đã ngon hơn. Robéo LN. Robéo LN mà bữa nay còn Robéo LN bữa nay còn có 40 tỷ à, rẻ quá. Robéo LN còn 40 tỷ à. Anh em thấy có Robéo bé xuân cúp vội bán Robéo LN thì chứ. Đó mới nới cũ. Ồ, Varane chia Robéo. Varane nó chia Robéo bên kia là Robéo LH cộng 8 mà giờ đá LH là chết luôn á. Đó, cặp ngay ông Varane bé xuân cúp rồi chết lắng thì nói. Đó, lỗi skill à. Bên lại chạy đã. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Varane, chắc chắn chưa? Em thấy Varane chắc chắn chưa? Nhìn Varane uy tín quá à. Y chang Varane đá World Cup hiện tại luôn, Varane hiện tại đá World Cup khá hay. Phúc Lan, Diego Phúc Lan. Và anh em nhớ là tôi đang ở tại top 10 nha, đang top 10 mấy nha, không phải là đăng huyền thoại là đăng thế giới rồi đâu. Đây là những hàng World Cup tại bậc rang siêu sao, bậc rang huyền thoại của mọi người luôn đó. Tôi hay đá lắm. Bele Ronaldo. Kevin best World Cup có thánh truyền bóng à. Kevin World Cup à. Ngon mà, Kevin ngon mà. Kevin best World Cup cũng ngon luôn nha. Kevin best World Cup dự số tặng 108 thì phải. 108. Chầm mặt này ra đá mấy ông này hơi tội ha. 10 bàn thì cái chứ. Ông này mà đá mà răng siêu sao ăn 10 bàn thì cũng hơi kỳ. Lan, Lan càng ghê quá vậy. Lan càng lướt ghê quá ha. Nhờ em chơi Forlan thâm tệ bà. Trời ơi, Forlan hay gì sao chơi được anh. Con xếp quá hay luôn con đó. Forlan so sánh với xếp quốc dân được luôn á chứ. Chứ không chỉ là xếp của Manu đâu. Manu bây giờ xếp chỉ có Rooney, Ibra rồi tầm tạm thôi. Bây giờ có Forlan hàng đỉnh luôn. Chắc nhiều cái giá cao nhất Robéo, giá cao nhì là Varane, giá cao ba chắc Diego Phúc Lan luôn. Cho mạnh vậy. Thế sao Phúc Lan à.
Phát Lan ok chứ đúng không? Phát Lan quá là ok luôn. Ê phải hương vị đó. Ơ trời ơi, tôi bị mất cái trùng này. Hay vậy? Ờ hay vậy, bồi à. Hay, ok. Best World Cup có CR7 mà, CR7 chỉ có 106 á, em mua ấy. Còn 106 cũng hàng hơn con BTB, à hay hơn BTB. Giờ anh em nào dùng CR7 BTB bán được rồi, bán được rồi, để lại nó rất giá. Lan, con này xuất xa lực yếu à. Con này xuất xa lực yếu. Làm sao lực yếu á. Phật Lan chắc dính đề ngon. Đề ngon. Lê là mà nâng cấp vậy. Lê là mà nâng cấp ta. Phúc Lan chạy liên tục luôn á. Phúc Lan chỉ chạy mà chạy liên tục. Đánh đầu Phúc Lan đánh đầu coi. Ồ hay quá vậy, chỉnh môn ra sẵn luôn à. Hay quá vậy, chỉnh sẵn ai đá lại ba. Từ từ chỉnh chậm chậm đi chứ. Chỉnh môn rồi luôn thôi chứ ai đá lại đá. Mình không biết chỉnh môn mà đá gặp đối thủ chỉnh môn hay quá. Đá mới khi nào chỉnh. Cái gì ba, giờ có người luôn à. Poland chắc thua Shevchenko à, chưa chắc. À Shevchenko xuất xa ngon hơn. Shevchenko nhìn xuất xa lực hơn. Shevchenko nhìn xuất xa lực hơn. Poland này chạy chỗ hay hơn. Poland chạy chỗ hay hơn ấy. Tục Phúc Lan nè, phải là Phúc Lan nè. Hay quá vậy, đê đê nãy giờ chưa vô với anh nào luôn. VTR cộng 8 luôn hả, ghê quá. Còn chỉnh môn hay ghê ha. Khi chỉnh môn hay á chứ. Nhanh quá chạy lại, chạy chậm chậm vậy. Chạy nhanh quá chạy lại, chạy chậm ta đám lại. Chạy nhanh quá, đá sao lại à, tôi chạy đang thấy tôi chạy chậm đi à. Nhanh quá. Đi gô Phúc Lan á, chất lượng ha. Đi gô Phúc Lan chất lượng đó chứ. Lan mấy bàn luôn. Em đợi CVLN xuống giá mà phan thôi à. Hello Tora nha. CVLN bữa nay còn mười mấy tỷ, quá rẻ còn gì nữa. CVLN này còn mười mấy tỷ xúc ngay xe va. Rô béo LN cũng rẻ nè, mấy con hàng LN con nào cũng giá rẻ hết trơn, con nào cũng rất giá.